các bạn, cộng đồng mạng vừa qua có một sự ném đá nhẹ, đó là bộ phim Võ Tắc Thiên có quá nhiều cảnh khoe ngực. Tuy nhiên với dàn diễn viên đẹp đã làm cho cộng đồng mạng thêm chú ý với bộ phim này nhiều và theo dõi nhiều hơn. Thì bây giờ tại sao chúng ta không thử làm một bài tập nho nhỏ về cô nàng Phạm Băng Băng khi hóa thân thành Võ Mị Nương, Võ Tắc Thiên? Bài tập của chúng ta như sau. Xin chào các bạn, thì hôm nay chỉ là bài tập ghép hình đơn giản thôi. Chúng ta cần một cái phông nền và nhân vật chính là cô gái này. Thì chúng ta sẽ dùng pen hoặc là dùng công cụ cắt để cắt tách riêng cô này ra. Các bạn có thể dùng pen cũng được. Phóng to lên để cắt những cái tiểu tiết nhỏ. Ở đây mình sẽ cắt nhanh thôi. Khi các bạn làm, các bạn lưu ý các bạn sẽ cắt kỹ hơn một chút xíu. Giữ phím Space để di chuyển cái phòng cắt. Sau đó chúng ta thả ra, chúng ta sẽ cắt tiếp. Bài tập này chúng ta cũng sẽ ôm lại cái phần cắt ghép thôi, đơn giản. Khi các bạn tập cắt quen tay rồi thì chúng ta có thể làm rất là nhanh, do đó các bạn những khi rảnh rỗi thì chúng ta tìm những bài tập nhỏ hoặc đơn giản để chúng ta tập cắt ghép. Hình này chất lượng hơi mờ nên do đó chúng ta cũng hơi khó cắt một chút. Hình càng rõ thì các bạn cắt nó càng dễ. Đây là một bộ phim được mọi người rất quan tâm trong thời gian hiện nay. Do đó là đây cũng là bài tập cũng hơi khá hot các bạn ha. Rồi, sau khi chúng ta cắt xong điểm đầu và điểm cuối nối nhau thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl Enter để lấy được cái vùng chọn. Sau đó chúng ta Ctrl C. Qua đây chúng ta sẽ Ctrl V bát ra. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại. Chúng ta sẽ dùng pen chỉnh sửa lại. Các bạn lưu ý khi chúng ta dùng pen cắt xong, chúng ta có thể dùng những công cụ này để chỉnh sửa lại, ví như Convert, Bone Tool này. Ta lít rồi chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Sau đó chúng ta sẽ Ctrl Enter. Trước khi cắt, các bạn có thể Shift F6 để chúng ta fader cái độ cắt nó sẽ tự nhiên hơn, khoảng 2 hoặc 3 gì đó. Khi chúng ta cắt nó sẽ tự nhiên hơn là chúng ta để nguyên.
Rồi mình sẽ làm đơn giản như thế này thôi. Phông nền sau lưng luôn luôn nó sẽ có cái trạng thái hơi mờ một chút để nổi rõ nhân vật lên, giống như là khi chúng ta chụp hình macro á, thì cái nền nó luôn luôn bị xóa mờ. Thì các bạn có thể dùng blur hoặc là Gaussian blur để cho cái nền mình sẽ nhòe nhòe chút xíu để nhân vật mình nổi rõ hơn. Và dĩ nhiên là chúng ta phải cần có một cái tiền cảnh. Mình sẽ dùng hình này làm tiền cảnh. Cái hình này là cái nền nó đã trắng rồi, thì nhiệm vụ của mình bây giờ là sẽ lọc cái vùng trắng này đi. Thì chúng ta sẽ dùng là Magic One Tool lít vào vùng trắng. Để chúng ta lấy được những vùng trắng lân cận thì chúng ta sẽ chọn Select Similar. Các bạn quan sát thấy là những cái vùng trắng nó sẽ lấy luôn những vùng trắng lân cận ha. Khi Ctrl C, Ctrl V bát ra thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ lấy được cái nền trắng thôi. Do đó trước khi copy qua các bạn nhớ giữ Ctrl Shift Y ngắn. Ctrl Shift Y. Ctrl Shift I. Để chúng ta đảo vùng chọn. Đây ha. Ctrl Shift Y. Rồi chúng ta sẽ Ctrl C như nãy giờ, Ctrl V bát ra. Đây là tiền cảnh, chúng ta sẽ kéo lên trước nhân vật ha. Ctrl T. Chỉnh sửa cho phù hợp. Tiền cảnh và hậu cảnh luôn nhòe hơn nhân vật, do đó chúng ta tiếp tục chọn Gaussian Blur. Ctrl F để thực hiện lại cái bước Gaussian nãy. Hoặc là chúng ta Blur, Gaussian Blur để chọn lại. Chúng ta sẽ cho hoa nhánh đạo nó sáng hơn một chút. Nếu mà mờ quá thì chúng ta có thể Gaussian vừa phải thôi. Rồi tùy các bạn xử lý. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần tiền cảnh thì để cho có hiệu ứng một chút xíu thì chúng ta sẽ dùng những cánh hoa. Chúng ta cần một vài cánh hoa. Dù mình sẽ lấy cánh này. Ta sẽ cần chân C. Bát ra. Thì giờ đó chúng ta sẽ cho cái cánh hoa này nó tối tối xuống một chút để cho nó thấy rõ hơn. Kéo độ sắc nét ra. Chúng ta cần có những cánh nhỏ, cánh lớn, rải rác các bạn ha. Một vài cánh nó sẽ xoay theo hướng khác nhau. Màu sắc nó cũng sẽ khác nhau. Do đó chúng ta cần copy ra nhiều lớp. Và lưu ý ha, để copy ra cho nó nhanh á, chúng ta sẽ giữ phím Alt+ lít vào đối tượng và sau đó chúng ta kéo ra. Đó là cách copy nhanh nhất và tiện nhất. Một vài cánh như vậy.
Rồi để tạo thêm hiệu ứng các bạn sẽ vào lít vào những cái cánh này, các bạn nhớ là auto select nè để lít vào, nhớ sẽ chọn đúng vùng chọn cho mình. Sau đó chúng ta thêm một vài hiệu ứng ví dụ như là mờ chẳng hạn. Đó, ví dụ như chúng ta làm mờ. Hoặc là mờ vừa phải. Hoặc là chúng ta sẽ chọn là filter blur, motion blur. Hướng rơi sẽ xéo. Blur, motion blur. Ta sẽ cần trên app để cho nó nhanh hơn. Đang lưu ý ha, cần trên app là chúng ta vừa copy lại cái bước chúng ta làm ban nãy là motion blur, chúng ta sẽ cần trên app để thực hiện lại những cái thao tác đó. Rồi muốn copy lớp ra thì chúng ta sẽ giữ Alt+Tab và lít vào đối tượng và chúng ta kéo ra. Các bạn thấy không, với những bước đơn giản như thế chúng ta vừa làm, chúng ta đã thiết kế được một cái ảnh khá là lãng mạn, khá hợp với bộ phim đang hot hiện nay. Bây giờ mình sẽ trong cái đoạn clip này mình sẽ cho các bạn cái sụt hình để các bạn từ theo cái video clip này các bạn sẽ làm theo. Nói chung đây là cái một bài tập luyện tập ôn lại. Thứ nhất là phần cắt ghép, dùng pen để cắt đối tượng ra. Thứ hai là bố trí cái bố cục hình ảnh cho phù hợp. Thứ ba là chúng ta sẽ dùng lại những cái filter mà chúng ta đã tìm hiểu ở những tập trước, những filter này. Và chỉ những cái ba cái bước đơn giản đó thôi là chúng ta đã tạo được một bức ảnh nó có hiệu ứng chiều sâu 3D, làm cho cái tác phẩm của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Thì nhân cái bộ phim rất hot này thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái bài tập như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và mong các bạn làm theo và chúc các bạn thành công. Mong các bạn luôn luyện tập để chúng ta thao tác sẽ rành hơn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.